Anh này, thế là kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của vợ chồng mình eo ơi thành công mỹ mãn nhở. Vừa mua được nhà lại mua được cả xe nữa. Eo ơi, vợ chồng mình giỏi thật ý. Em mới là người giỏi ấy. Làm có mấy năm mà bằng người ta làm cả chục năm nữa còn gì. Chuyện chứ còn gì nữa. Anh không nghe thấy người ta vẫn có câu là một người lo bằng kho người làm ấy à? Anh là may mắn lắm ấy nhá. Anh biết rồi. Thế nên là việc gì anh cũng làm đấy. Mà này, tháng sau ấy là sinh nhật bà nội cu tít đấy. Hay là mình chuẩn bị ít tiền xong rồi gửi làm quà sinh nhật nhỉ? Anh chẳng biết gì cả. Người già họ không thích tổ chức sinh nhật rườm rà đâu. Họ sợ nhất là nhắc đến tuổi tác đấy ạ. Anh chẳng biết cái gì cả. Ừ, cũng đúng. Mà em tính cả rồi, mình sẽ mua tặng bà một lẵng hoa quả. Tầm này quan trọng nhất là sức khỏe, chứ tiền bạc cũng có tiêu pha được gì đâu. Ừ, tùy em. Thế em tính thế nào cũng được. Dạ. Nhá. Ui anh ơi, xe này đẹp chưa? Bao giờ có tiền, vợ chồng mình đổi ra con xe này nhá. Đây này, đẹp chưa? Ui anh ơi không, em thích đổi ra con này hơn anh ạ. Con này đẹp hơn. Ui anh ơi, ở đây có dự án mới sắp xây này. Vợ chồng mình nên đầu tư một lô từ sớm đi anh ạ. Sau này tăng giá, mình bán chắc chắn sẽ có lãi. Nhưng mà bây giờ nhà làm gì còn tiền nữa đâu. Vừa mua cái ô tô hết sạch tiền rồi còn gì. À, bà nội còn cái sổ tiết kiệm. Không được đâu em. Đấy là tiền bà nội tích góp cả đời. Bây giờ gửi tiết kiệm để hàng tháng bà lấy tiền tiêu. Làm sao mình làm như thế được. Anh cũng buồn cười rồi đấy. Có tiền á, mà gửi ngân hàng. Chỉ tổ làm giàu cho ngân hàng thôi. Mình phải biết đầu tư chứ, thế mới có lãi. Thế liệu có lãi không? Chắc chắn là sẽ có lãi. Em tính rồi, bà bây giờ cũng mới chỉ 60-65 tuổi thôi. Chưa cần dùng đến số tiền đấy. Vì thu nhập hàng tháng bà vẫn có lương hưu cơ mà, đúng không? Còn lâu mới phải dùng đến cái sổ tiết kiệm kia. Ừ, để anh tính. Không có tính toán gì nữa. Em quyết như thế rồi, tí sang ăn cơm. Anh cứ mở lời với bà luôn đi nhá. Cú Tít ơi, chuẩn bị thay quần áo sang nhà bà nội ăn cơm con nhá. Vâng ạ. Cái gì? Ăn cơm á? Em đã bảo với bà chưa đấy? Em báo với bà từ hôm qua rồi. Từ giờ mỗi cuối tuần vợ chồng mình sẽ đưa cô Tít sang nhà bà nội ăn cơm. Anh tính xem, nhà mình ba người, mỗi bữa ăn vài trăm nghìn chứ ít à? Đấy là còn chưa kể dầu mỡ muối mắm vân vân. Ừ. Mà nhá, em làm như thế cũng là để cô Tít sẽ được sang bà nội ăn cơm nhiều hơn này. Ba thì có thời gian nhiều hơn để chơi với cháu Đích Tôn. Tiện cả đôi đường. Mà thôi, anh chuẩn bị thay quần áo đi. Xong rồi đưa hai mẹ con em sang đấy nhá. Nhanh lên không muộn. Cụ Tít của bà ngoan quá, để bà xem cháu bà nào. Đẹp trai y như bố hàng hồi bé. Vâng ạ, người ta từng nói con không được bố thì con giống ông hàng xóm à. Tít, con đang nói kiểu gì đấy? Học ở đâu ra mấy câu đấy? Thôi, đi vào nhà rửa tay nhanh lên con, rồi còn ra ăn cơm. Vâng. Con chào mẹ. Hai đứa cũng vào rửa bẩn mũi trên tay ăn cơm. Mẹ nấu xong cả rồi, để mẹ vào dọn cơm nhá. Dạ. Đây, trứng vịt lộn. Món khoái khẩu của bố con nhà Tít. Ngon các bà ơi. Ngon quá. Đến với bà toàn những món ăn ngon thôi. Cảm ơn bà nhiều ạ. Vợ chồng con cái cứ sang nhà bà vui lắm rồi. Lần sau thích ăn gì nói mẹ nấu cho mà ăn. Thật đấy à? Thế mai sau bà nấu cho con món thịt kho tàu trứng đà điểu nhá. Trứng đà điểu á? Vâng. Thì đây đắt lắm. Nhưng mà mẹ con nói là bà giàu như thế này lắm tiền đấy. Thích ăn gì cứ nói bà cho ăn. Tít, con nói linh tinh cái gì đấy. Mẹ ơi, mẹ chỉ cần uống trứng gà, trứng vịt bình thường là được rồi ạ. Mẹ còn nói là ở nhà ăn ít thôi, sang nhà bà ăn cho tiết kiệm còn gì. Tít. Thôi thôi, bà biết rồi. Lần sau thích ăn gì cú Tít cứ nói với bà sẽ nấu cho cú Tít ăn nhá. Vâng ạ. Hai vợ chồng ăn cơm đi các con. Dạ. Mẹ ơi, mẹ cũng biết là năm vừa rồi vợ chồng con phải mua nhà này, mua xe nữa. Mà vừa qua thì kinh tế khó khăn, bọn con đã cố gắng rất nhiều rồi mẹ. Mẹ biết, mẹ mừng cho các con. Con vừa bàn với anh Hoàng là định đầu tư mảnh đất. Miếng đất đấy tiềm năng mà bây giờ mua là đang được giá lắm đấy mẹ. Vợ chồng con tính là định mượn mẹ cuốn sổ tiết kiệm. Con tìm hiểu kỹ rồi mẹ, khu đất đấy thuộc quy hoạch của thành phố. Chắc chắn là sau này sẽ bán được giá, có khi lãi gấp đôi gấp ba ấy mẹ.
Chuyện kinh doanh thì mẹ cũng không hiểu lắm. Mẹ ơi, bây giờ đầu tư đất đang là mốt đấy ạ. Mình mà mua đất nhá, tiền là của mình này, đất vẫn là của mình, có mất đi đâu đâu mà sợ. Sau này mình sẽ lãi được rất nhiều, chứ có tiền mà cứ gửi ngân hàng, lãi trả được bao nhiêu đâu mẹ. Vâng, con nói đúng rồi đấy mẹ ạ. Nhà con sẽ mượn mẹ 1-2 năm, sau đó sẽ trả lại. Cuốn sổ tiết kiệm ấy là tích cóp cả đời của bố mẹ, sau này rồi cũng của các con thôi. Thôi thì tùy các con. Thế con cảm ơn mẹ ạ. Mẹ yên tâm, chúng con chắc chắn là sẽ gửi trả mẹ cuốn sổ mới giá trị hơn nhiều cuốn sổ cũ, anh nhờ. Thôi ăn cơm đi các con. Dạ. Ăn đi con. À, cô Tít ăn nhiều cho chóng lớn nhá. Mẹ ơi, bọn con xin phép đi về đây ạ. Từ từ đã con ơi. Cầm nốt chỗ thức ăn này về mà ăn đi. Thôi mẹ cầm lấy đi, mẹ vừa cho con bao nhiêu đây rồi còn gì. Nhà có mỗi một mình mẹ, ăn làm sao hết được. Thôi mẹ đã nói thế rồi, thì anh cứ cầm lấy đi cho mẹ vui. Vâng, thế bọn con xin ạ. Bọn con về đây mẹ nhá, cuối tuần sau con lại đưa cô Tít sang chơi với bà ạ. Các con về đi. Dạ. Vâng, con về đây. Tít về nhá. Về thôi. Tiền điện này, tiền nước này, tuần sau lại lo đám giỗ nữa. Hôm nay là ngày giỗ của ông, mẹ con tôi cùng làm một chút đồ lễ, mong ông chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho con cho cháu buôn may bán mắn, rồi mọi sự bình yên. Alo, anh nói gì cơ ạ? Ui vâng, thế thì tốt quá ạ. Em qua đó ngay bây giờ đây. Cô Tít chờ bà một lát, rồi bà hạ lễ cho con thụ lộc nhá. Vâng ạ. Anh ơi, bên môi giới đất vừa gọi, vợ chồng mình qua đó ngay bây giờ đi. Hay là được ăn cơm xong rồi đi. Anh buồn cười rồi đấy, cơm thì ăn lúc nào chả được, công việc phải quan trọng hơn chứ. Bây giờ mình qua đấy còn được gặp cả chủ đất nữa. Thôi các con cứ đi đi, lát nữa về ăn cũng được mà. Mẹ nhá. Bà hạ lễ rồi đây. Cô Tít chờ một lúc nữa, bố Hoàng với mẹ Huyền Anh về rồi mình cùng ăn nhá. Thôi con không chờ đâu, bụng con nói meo này. Con chờ thì mắt con xanh mất rồi. Ông tướng này. Thôi được rồi, để bà lấy cho cô Tít ăn. Ăn thật nhiều vào cho chóng lớn, rồi là thông minh, học thật giỏi vào, sau này lớn lên có công việc tốt, rồi là cô Tít mua được nhà, mua được xe như bố mẹ của cô Tít đi. Cần gì à? Bố mẹ con bảo là không cần lo nhà cửa gì hết, sau này bà chết rồi thì cái nhà này sớm muộn gì cũng là của con mà. Tít, Tít, mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, nó không được ăn nói linh tinh như thế cơ mà. Mẹ, Tít được con bé, nó nói linh tinh. Mẹ đừng có suy nghĩ gì nhá. Bọn con không có ý gì đâu ạ. Các con ạ, bố mẹ hy sinh vì các con, không phải mong sau này được các con cho tiền cho bạc, nhưng mẹ cũng muốn các con hiểu rằng bố mẹ đã phải hy sinh vì các con rất nhiều. Mọi thứ không phải bỗng dưng mà có được.